Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại giờ mình đang đi trên con đường Lý Thái Tổ của thành phố Thái Bình các bạn nhé. Đường này là đường tuyến phố giáp bờ sông các bạn. Đây có tòa nhà Đam San, cụm nhà ở sinh viên khu 2. Khu vực này thì thuộc phường Quang Trung các bạn. Đi bộ mua sắm Quang Trung. Trước mặt mình đây, nếu mình rẽ phải thì sẽ ra chợ Cống Trắng các bạn. Buổi sáng rất là nhộn nhịp. Hôm nay thì mình đi quay video buổi sáng cho các bạn xem không khí buổi sáng thành phố Thái Bình đầu năm mới Tết Dương lịch các bạn nhé. Sáng thì nhiều đồ ăn sáng cũng rất là nhộn nhịp, không kém gì buổi chiều. Rất là nhiều các xe đi rất là nguy hiểm ạ, không có đèn đỏ khu vực này. Hiện tại thì mình vẫn đang đi trên con đường Lý Thái Tổ của thành phố Thái Bình các bạn nhé. Đường Lý Thái Tổ này thì rất là nhỏ thôi các bạn, hai ô tô mà lách mà đường Lý Thái Tổ tuyến đường này rất là nhỏ.
vực này thì có rất là nhiều nhà thuốc, hiệu thuốc các bạn nhé. Đông Á Banh đây vẫn là đường Lý Thái Tổ của thành phố Tây Bình các bạn nhé, trục đường khá là dài. Đây có một chợ nhỏ các bạn. Đây, buổi sáng đây thì họ bán rất là nhiều rau này, thịt cá. Thường thì buổi sáng thì rau các thứ rất là tươi đúng không ạ? Nên là ai đi chợ buổi sáng thì mua rau về thì họ để tủ rất là tươi. Buổi chiều đến thì rau không thể tươi bằng buổi sáng được các bạn nhé. Thì người dân người ta mang ra bán thì vừa cắt rau xong là người ta mang ra chợ bán luôn. Rất là tươi và ngon. Thank you.
Bên này vẫn có một cái chợ nhỏ các bạn, trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Chợ Vĩnh Trà, khu chợ trung tâm. À, chợ Vĩnh Trà này chưa bao giờ mình ra các bạn. Mặc dù là mình ở thành phố nhưng chưa bao giờ ra chợ Vĩnh Trà.